Xin chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao trong nước của Love Sport ngày 1 tháng 8. Hà Nội thắng Sông Lam Nghệ An trong trận cầu nhiều tranh cãi. Viettel thua đấu Thanh Hóa vì phản lưới. U16 Việt Nam đại thắng U16 Singapore là những thông tin đáng chú ý trong bản tin ngày hôm nay. Hà Nội thắng Sông Lam Nghệ An trong trận cầu nhiều tranh cãi. Trận cầu tâm điểm vòng 10 V-League 2022 giữa Hà Nội và Sông Lam Nghệ An có khởi đầu khá hấp dẫn. Chỉ sau 4 phút bóng lăn, Sông Lam Nghệ An đã có bàn thắng mở tỷ số bằng pha đánh đầu chuẩn xác của tiền đạo Olaha. Sau bàn thua, Hà Nội dốc sức tấn công, bước ngoặt trận đấu đến ở phút 49 khi Sông Lam Nghệ An phải chơi thiếu người. Olaha bị truất quyền thi đấu do có hành vi đánh tay trúng mặt Văn Kiên bên phía Hà Nội. Chỉ 3 phút sau khi chơi hơn người, Hà Nội đã có bàn gỡ hòa 1-1. Cầu thủ bá sang của Sông Lam Nghệ An để bóng chạm tay trong vòng cấm và biếu không cho Hà Nội một quả penalty. Trên chấm 11m, tiền đạo Siladi đã dứt điểm chuẩn xác. Sau rất nhiều đợt hãm thành nguy hiểm, cuối cùng Hà Nội cũng có bàn thắng vươn lên dẫn 2-1 ở phút 76 do công của Thành Trung. Những phút còn lại, dù đã chơi rất cố gắng, nhưng việc thi đấu thiếu người khiến Sông Lam Nghệ An không thể ghi bàn và đành chấp nhận thua 1-2. Giành 3 điểm trên sân nhà, Hà Nội bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với 20 điểm. Rất nhiều tranh cãi đã nổ ra sau trận đấu này. Phát biểu trong buổi họp báo, huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng của Sông Lam Nghệ An cho biết: "Tôi đề nghị tổ trọng tài xem lại tình huống dẫn đến thẻ đỏ. Olaha không phải vung tay. Sau khi bị thẻ đỏ thì Sông Lam Nghệ An chống đỡ vất vả. Chúng tôi sẽ làm đơn khiếu nại tổ trọng tài. Trận này có hai tình huống là Olaha không đánh cùi chỏ và quả phạt đền. Cần phải xem lại trọng tài ở tình huống 11m vì khi đó bóng từ đầu mới xuống tay." Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã tấn công trang Facebook cá nhân của trọng tài điều khiển trận đấu Nguyễn Mạnh Hải vì cho rằng ông đã thiên vị đội chủ nhà Hà Nội. Họ để lại những bình luận mang tính xúc phạm nghiêm trọng. Viettel thua đau Thanh Hóa vì phản lưới. Viettel không có được lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách đến sân Thanh Hóa. Bộ đôi tiền đạo Pedro Paulo và Nhâm Mạnh Dũng vắng mặt trong danh sách đăng ký. Còn tiền đạo Cây Quê, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và thủ môn Trần Nguyên Mạnh ngồi dự bị. Sau nửa đầu hiệp 1 diễn ra giằng co, chủ nhà Thanh Hóa tỏ ra mạo hiểm hơn khi dâng cao đội hình và tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Jose Pinto và Lê Quốc Phương liên tiếp khiến thủ môn Quảng Thế Tài phải trổ tài cứu thua ở phút 30 và 38. Bước ngoặt trận đấu tới ở phút 45+1, Hoàng Hùng lui về ngăn chặn đường chuyền sệt từ cánh trái của Đàm Tiến Dũng. Trong tư thế chơi với cùng áp lực từ cầu thủ Thanh Hóa, nỗ lực của cầu thủ 23 tuổi vô tình đưa bóng về thẳng lưới nhà. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu, khiến Viettel trắng tay trận thứ tư ở V-League 2022. Trong trận đấu với Nam Định hôm 19 tháng 7, đội cựu vô địch V-League cũng thất bại 0-1 vì pha phản lưới của trung vệ Nguyễn Thanh Bình. Chung cuộc, Thanh Hóa giành chiến thắng 1-0 và vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng V-League 2022 với 11 điểm. Viettel tiếp tục đứng thứ 7 với 13 điểm và đối mặt với nguy cơ hít khói trong cuộc đua vô địch. U16 Việt Nam đại thắng U16 Singapore. Với chất lượng đội hình vượt trội, U16 Việt Nam nhanh chóng áp đảo đối thủ tới từ đảo quốc Sư Tử ở trận ra quân giải U16 Đông Nam Á. Bàn thắng đến với các học trò của huấn luyện viên Trần Quốc Tuấn như một điều tất yếu. Sau một vài tình huống tấn công đầu tiên, tới phút thứ 8, U16 Việt Nam đã có bàn mở tỷ số do công của Hữu Trọng. Tới phút 23, Đức Thiện nhân đôi cách biệt cho những chiến binh sao vàng. Ở những phút bù giờ cuối hiệp 1, do hàng thủ có đôi chút mất tập trung, U16 Việt Nam đã để cho U16 Singapore tìm được bàn gỡ do công của Ramli. Dẫu vậy, cách biệt hai bàn ngay lập tức được xác lập trở lại. Lần này, người đền tên lên bảng tỷ số là Xuân Toản. Khi đã có một tỷ số khá an toàn trong hiệp 1, U16 Việt Nam chủ động chơi thong dong trong hiệp 2. Tuy nhiên, những cầu thủ mặc áo đỏ vẫn kịp có thêm cho mình hai bàn thắng. Một pha lập công của công hậu ở phút bù giờ cuối cùng. Trước đó, Đức Thiện đã hoàn tất cú đúp của mình ở phút 53. Chung cuộc, U16 Việt Nam giành chiến thắng 5-1 trước U16 Singapore. Nhà vô địch World Cup là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam. Ngày 1 tháng 8, đội tuyển Futsal Việt Nam với 23 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên trưởng Diego Raul sẽ chính thức hội quân tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal châu Á 2022. Ông Diego Raul sinh năm 1978, là chiến lược gia nổi tiếng người Argentina, từng đưa Argentina vô địch Futsal World Cup 2016. Bên cạnh chiếc vô địch Futsal World Cup 2016, ông Diego Raul còn ghi dấu ấn khi cùng Argentina giành huy chương bạc tại Đại hội Thể thao Nam Mỹ năm 2014. Ở cấp câu lạc bộ, nhà cầm quân này cũng từng đưa câu lạc bộ Alfonso Murcia của Tây Ban Nha giành ngôi Á quân giải Futsal UEFA Champions League 2019-2022. Với những thành tích ấn tượng trong sự nghiệp cầm quân tại các sân chơi lớn của Futsal thế giới, huấn luyện viên Diego Raul được kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Trước mắt là thi đấu thật tốt tại vòng chung kết Futsal châu Á 2022 và sau đó là hướng tới mục tiêu cạnh tranh xuất dự Futsal World Cup 2024. Lý Hoàng Nam vô địch giải M15 Kuala Lumpur 2022, áp sát top 300 thế giới. Ở trận chung kết đơn nam của giải quần vợt M15 Kuala Lumpur tại Malaysia sáng ngày 31 tháng 7, tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam đã đánh bại tay vợt người Nhật Bản Yota Shimizu với các tỷ số 7-5 và 6-3.
Kết quả này giúp Lý Hoàng Nam tích lũy thêm 15 điểm thưởng, hứa hẹn vươn tới cột mốc cao hơn thứ hạng 358 và áp sát top 300 thế giới. M15 Kuala Lumpur 2022 là ngôi vô địch thứ tư của Lý Hoàng Nam trong năm nay, sau 3 giải M15 Tây Ninh, và trong 10 tháng qua, anh đã có tới 70 vô địch quốc tế. Được biết, sau M15 Kuala Lumpur, Lý Hoàng Nam tiếp tục tham dự giải M15 tại Kuching. Tiếp đến, anh về nước cùng đội tuyển quần vợt Việt Nam tranh tài tại Davis Cup nhóm 3 khu vực châu Á-Thái Bình Dương ở Tây Ninh từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8. Đến tháng 9, Hoàng Nam sang Thái Lan đánh giải Challenger Non Taburi, sau đó trở về Tây Ninh đấu hai giải nhà nghề M25 vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Trên đây là những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý ngày 1 tháng 8. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Đừng quên bấm subscribe để không bỏ lỡ bản tin hàng ngày của Love Sport. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin ngày mai.